Bây giờ là chương mục chính trị và đời sống. Thưa quý vị, theo quý vị nghĩ thì có nên hay không có một ngày để chúng ta vinh danh lực lượng dư luận viên? Quý vị nghĩ như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Thành Nhân với tựa đề Nên chăng có ngày dư luận viên. Theo Wikipedia định nghĩa, dư luận viên là các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê, hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng internet. Dư luận viên chú trọng vào việc tuyên truyền các tư tưởng thân chính phủ trên mạng việc hình thành những nhóm này là do chính phủ nhận thức được rằng áp dụng tường lửa để ngăn chặn những thông tin gây bất lợi cho chính phủ có thể đã không còn mang lại hiệu quả cao trong khi chức năng tối thiểu phải có của báo chí là đưa tin khách quan trung thực ngày càng khó thực hiện thì dư luận viên trên mạng internet cứ viết theo chỉ đạo để định hướng dư luận lại càng phát triển với mục tiêu làm sao tạo ra được số đông để áp đảo hạ nhục phỉ bán các cá nhân có ý kiến phản biện không phù hợp với định hướng trái chiều trên không gian mạng, gọi chung đó là thành phần phản động. Facebook hiện nay có khá nhiều lực lượng có chức năng tương tự tuyên truyền định hướng dư luận, như là tuyên giáo, này, dư luận viên, hội cờ đỏ, lực lượng 47, tôi yêu công an nhân dân, vân vân. Chúng ta gọi chung đó là dư luận viên, đang ra sức chống lại một lực lượng phản động cũng có rất nhiều trên không gian mạng điều đó cho thấy vai trò trách nhiệm công việc của dư luận viên rất nặng nề. Một nghịch lý là nhà báo thì hãnh diện đưa thông tin hình ảnh họ tên cá nhân của họ công khai những bài báo hay thì được xã hội hoan nghênh này vinh danh này, còn dư luận viên thì phải che mặt ẩn danh công lao của từng cá nhân không được cộng đồng biết đến trong khi nhà báo thì được vinh danh vào ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Còn dư luận viên thì lặng lẽ ít người biết đến sự tồn tại của họ. So với báo chí, quyền lực thứ tư được vinh danh thì dư luận viên phải ngày đêm chiến đấu trên mặt trận mạng xã hội. Quyền lực thứ năm này quả là thiệt thòi. Vì vậy, cần lấy một ngày trong năm để vinh danh dư luận viên đề xuất nên có một ngày trong năm là ngày dư luận viên việt nam nếu được thì ngày dư luận viên việt nam nên chọn là ngày nào ngược dòng lịch sử báo chí cách mạng việt nam thấy có bài xứng đáng làm chuẩn mực làm tôn chỉ định hướng của dư luận viên đó là bài địa chủ ác ghê chỉ cần đọc bài này thôi là thấy xứng đáng làm giáo trình kinh điển cho thành phần tuyên giáo dư luận viên, cờ đỏ, lực lượng 47, tôi yêu công an nhân dân. Từ hạ đẳng đến cao cấp, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Bài Địa chủ ác ghê đăng trên báo Nhân dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 của tác giả CB mở mang cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đọc bài báo, ta thấy ngay mùi máu tanh tưởi quy chụp không cần chứng cứ, vu khống không cần đạo lý, tác giả không cần công khai tên tuổi, bài viết đạt được mục tiêu tuyên truyền. Như vậy, tôi đề xuất, thứ nhất, ngày dư luận viên Việt Nam lấy ngày 21 tháng 7 là ngày mà báo nhân dân đăng bài địa chủ ác ghê của năm 53. Ngày 21 tháng 7 chỉ sau ngày 21 tháng 6 ngày báo chí cách mạng Việt Nam đúng một tháng, như vậy cũng đẹp thứ hai đó. Tác giả CB là người viết bài báo địa chủ ác ghê cũng rất là xứng đáng vinh danh là vị thủy tổ của dư luận viên Việt Nam nên triển khai cho hậu bối học tập và noi gương làm theo. Một lực lượng dư luận viên ẩn danh ngày đêm thường trực trên không gian mạng chống lại phản động quá nhiều. Chính vì vậy để vinh danh họ thì đề nghị lấy ngày 21 tháng 7 làm ngày dư luận viên Việt Nam xuất phát từ bài viết địa chủ ác ghê bây giờ xin mời quý vị theo dõi bài viết địa chủ ác ghê tác giả cb đấy thánh hiền dạy rằng vi phú bất nhân ai cũng biết rằng địa chủ thì ác như bóc lột nhân dân tô cao lãi nặng chây lười thuế khóa thế thôi nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt đây là một thí dụ Mụ Địa Chủ các hành Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã giết chết 14 nông dân, tra tấn đánh đập hàng chục nông dân nay còn tàn tật, làm chết 32 gia đình gồm có 200 người. Vào năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết không còn một người. Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân. Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói, bắt làm nhiều, ít hôm sau hơn 30 người đã chết ở xóm chùa Hang. Năm 44-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặt rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em bé đã bỏ mạng. Thế là ba mẹ con địa chủ các hành long đã trực tiếp gián tiếp giết ngót 260 đồng bào. Còn những cảnh chúng ta chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ, trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần rồi dội nước lạnh vào người, hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng nước nhỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đầu buốt tận óc tận ruột. Chúng chói chặt nông dân treo lên sàn nhà, kéo lên kéo xuống. Chúng đóng giống trâu vào mồm của nông dân, làm cho gãy răng, học máu, bơm nước vào bụng rồi dẫm lên bụng cho học nước ra. Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi của nông dân, làm cho nôn sặc lên. Chúng lấy nến đốt vào mình của nông dân, làm cho cháy da, bỏng thịt. Đó là chưa kể cái tội phản cách mạng của chúng. Trước kia, mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau cách mạng tháng 8, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến. Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con các hành lòng không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là Viết không hết tội dù trẻ hết tre rừng, rửa không sạch ác dù tắt cảng nước bể. CB CB là viết tắt của hai chữ cán bộ, chính là bí danh của Hồ Chí Minh. Như thế thì Hồ Chí Minh đúng là thủy tổ của dư luận viên rồi, còn gì phải không thưa quý vị? Chưa kể là bà Năm Cát Hành Long hay ông bà Trịnh Văn Bô là những người đã đóng góp vô cùng nhiều cho cách mạng từ những ngày đầu tiên là người ơn của hồ chí minh và của việt minh thế mà hồ chí minh với bút danh cán bộ cb đã quy chụp không cần chứng cứ vu khống không cần đạo lý tác giả nặc danh chính người hàm ơn đã nặc danh để viết một bài viết quy chụp tố cáo hãm hại người ân nhân của mình thật hồ chí minh đáng mặc lãnh tụ khởi nguồn của ngành dư luận viên cũng như ngành báo chí cách mạng.